Chỉ mất vài phút, người dân đã có thể di chuyển từ khu vực trung tâm quận 1 sang Thủ Thiêm thuộc thành phố Thủ Đức bằng cầu Thủ Thiêm 2. Công trình vừa được thành phố Hồ Chí Minh đưa vào sử dụng vào dịp lễ 30 tháng 4 năm nay. Không chỉ trở thành biểu tượng mới của thành phố, cầu Thủ Thiêm 2 còn mang lại sinh khí mới cho vùng đất Thủ Thiêm, vốn trước đây bị cách trở vì giao thông nên chưa thể đột phá. Giống như là một cái cổng chào để nối kết giữa quận 1, cái trung tâm hiện hữu và cái trung tâm sẽ được hình thành trong tương lai. Một cái cổng chào đón nhận những cái dòng đầu tư cũng như là phát triển của đô thị thành phố. Sau 8 năm bị rào chắn để thi công tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên, đường Lê Lợi đã được tháo dỡ rào chắn, mang đến một diện mạo hoàn toàn mới, đánh dấu sự hồi sinh của tuyến phố sầm uất và đắt đỏ nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó, tuyến metro số 1 đã đi đến giai đoạn chạy thử thành công là tiền đề để 8 tuyến metro còn lại được triển khai thuận lợi hơn. Bức tranh đô thị nó sẽ theo cái cấu trúc mà chúng tôi đang dự kiến ban đầu là gồm hình tia và các cái tuyến vành đai cũng như là các cái trục giao thông đông tây bắc nam, thậm chí các cái tuyến giao thông lưu lượng cao, sức chở lớn thì dần dần nó sẽ được hình thành. Thời gian tới, nhiều dự án quan trọng ở cửa ngõ thành phố sẽ được khởi công như đường vành đai 3, khép kín đường vành đai 2, tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Từ đó hạn chế tình hình ùn tắc giao thông và mở ra việc kết nối liên vùng. Đối với những dự án trọng điểm thì chúng tôi xác định là phải tập trung ưu tiên tháo gỡ về công tác giải phóng bằng rồi về vấn đề kỹ thuật để hoàn thành sớm đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư. Còn đối với công trình mà trọng điểm đã xác định như vành đai, quốc lộ, các nút giao lớn, các cái cầu vượt sông lớn mang tính chất lan tỏa động lực để phát triển thì chúng tôi trong năm 2022 là ưu tiên tối đa. Trong một cuộc họp gần đây về quy hoạch giao thông cho thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi nhấn mạnh, thành phố cần nghiên cứu cơ chế làm kinh tế giao thông chứ không phải các dự án giao thông. Một số điểm nghẽn cần sửa đổi để có chiến lược mới thúc đẩy liên kết vùng, phát triển kinh tế xã hội. Điều này cũng đồng nghĩa thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh còn rất nhiều việc phải làm.